hai các bạn. Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một số cái lệnh hay khi ứng dụng cái các cái đối tượng sáp 2D, biến đổi nó để trở thành cái đối tượng 3D. Đây là một cái clip ngắn để hướng dẫn một số cái lệnh hay hay thôi. Còn những cái ứng dụng khác mà ít khi sử dụng thì thầy sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ có thể làm việc cụ thể với nhau thông qua một cái bài cụ thể, tình huống cụ thể trong thực tế ở trên lớp học hoặc là sau này làm đồ án nha. Còn ở đây thì chỉ hướng dẫn những cái căn bản để các bạn nhớ lại. Đầu tiên các bạn sẽ nhớ lại là chúng ta có những đối tượng như rectangle như này ha, hay là angle hay là star gì đó ha. Tất cả những cái đối tượng này này thì nó được gọi là đối tượng cơ bản ở trong 3D ha. Đó, vẽ đại ha. Thế thì nhiệm vụ chúng ta sau khi vẽ xong thì nó có một số cái lệnh biến đổi như này. Các bạn có thể biến đổi thứ cấp tiếp theo nữa, nhưng mà vấn đề là đôi khi chúng ta cũng chưa cần thiết hoặc là không cần, chúng ta sẽ biến đổi nó thành cái đối tượng 3D luôn. Thế bằng cái lệnh xchange, thế thì các bạn sẽ nhấp vào cái modify list, gõ chữ E, chọn lệnh xchange. Đó, thì chúng ta sẽ xchange lên một cái khối dày dài bao nhiêu thì tùy các bạn đánh ở đây nha, ở giá trị âm dương. Thì âm thì nó lùi lại về đằng này chục tọa độ, dương về đằng kia, vậy thôi, không có vấn đề gì cả ha. Đó, kể cả các bạn ở đây, ví dụ các bạn làm một cái bàn, cái ghế, mặt bàn, mặt ghế từ cái độ dày một đối tượng cong keo nào đó, nếu như các bạn vẽ từ cái bốc thì bình thường, như giả sử cái trường hợp quỷ sứ này, khách hàng nó muốn mà anh muốn cái mặt bàn nó co, nó cong queo hay là nó bo một cạnh này bo cạnh kia, các em ơi, thế thì chúng ta lại phải chuyển qua cái edit spline, gõ chữ E, edit spline, line thì line ha. Chúng ta chọn điểm này thì ví dụ nha, cái bàn hình cái lá đi, fillet nè, tăng lên đó, ví dụ như thế, xong xchange rồi, muốn lá có lá chứ có gì đâu mà gây gớm ha. Cái mặt bàn dày khoảng 25 chẳng hạn đó, rồi chúng ta có thể làm được cái gì đó từ những cái ứng dụng như thế này. Ứng dụng chớp, ứng dụng thứ hai là có thể là các bạn làm một số cái trường hợp, ví dụ ở trên mặt tốt ha, chúng ta sẽ vẽ ra một cái cột nhà gì đó cũng được ha. Thế thì một cái cột cái kiểu như này, các bạn vẽ ra một cái trụ khá là to ha. Thì ví dụ thôi, trụ nhà, cột trước cửa nhà ấy, một cái sảnh gì đó to ra phết ha. Đấy, 800 như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái lệnh bevel ha. Bevel nè, đó ha, lệnh bevel nhưng đó, bevel thì chúng ta sẽ có 3 cấp độ bevel ở đây nha ha. Đấy, start này, đấy, các bạn kéo lên nó to ra này, level này lên bao nhiêu này, đó, ví dụ như cái này outline các bạn đều không, nhưng mà các bạn lên khoảng 10 đi, 100 đi, đấy, các bạn outline cái này này, nó giãn ra hay co lại này, giãn ra hay co lại này, đó, ví dụ như thế, ha, để làm cái cột, ví dụ thằng này các bạn lên bao nhiêu, hay là cái này các bạn cho nó âm vào 50, thì ví dụ thế, để các bạn vát vào. Level 2 các bạn nhấp vào đây để các bạn lên tiếp. Đó, lên tiếp. Ví dụ lên 100 nữa. Thằng này lần này thì không phải âm vào mà loe ra 50. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó loe ra. À, để làm cái này các bạn biết ứng dụng làm gì không? Những cái cổ cột ấy. Phào chỉ cổ cột ấy. Đó, trang trí ở trong nhà, những khối trang trí gì đó. Level 3 nữa không? Chơi luôn. À, lên lửa. Đó, thấy không? Thế thì các bạn hình dung ra cái hình khối này để ứng dụng làm gì chưa? Đó, nhớ lệnh bevel nha. Rất là đơn giản thế thôi, chứ không có cái gì cao siêu nha. Đó, những cái lệnh bevel để cho các bạn vát lên, vát xuống, vát lên, vát xuống. Và nhớ là trong cái ứng dụng của chúng ta là lệnh bevel. Không, các bạn có hay bị quên cái này thôi, nên là thầy cứ bị nó hay phết. À, trong lĩnh vực nội thất chúng ta live ứng dụng. Ok.
Đấy là xong được cái lệnh thứ hai, lệnh exchange là lệnh được dùng nhiều nhất, nên là thầy mới lôi nó ra đây đó. Còn để làm sao để lôi ra được cái đối tượng này nó ra đây nè, các cái lệnh này nè, lôi nó ra được cái bảng này nè, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn sau nha. Và đến bài sau thì chúng ta bắt đầu dùng nhiều nhiều những cái lệnh hay á, thì chúng ta phải lôi nó ra đây. Ok, hiểu chưa? Không thì chút xíu nữa, nếu còn thời gian thì sẽ hướng dẫn lôi cái mấy cái này ra đây, nó dễ mà nhanh mà ha. À, còn một cái lệnh nữa là lệnh net ladder ha. À, để chúng ta vẽ ba cái con tiện cầu thang cái thứ này này hay phết đấy, hoặc cái ly cái lớ ha. Thế thì chúng ta sẽ vẽ cái đó, thầy ví dụ cái này ở trên mặt phân ha, nhấn cái lưới lên, thầy chưa cần biết tỷ lệ to nhỏ bao nhiêu nên thầy vẽ đại nha. Các bạn cứ vẽ đại đại như này, ví dụ có chúng ta có một cái đối tượng kiểu như cái ly như này này đó. Vẽ cứng cứng như này ra nha. À, xong là nhấn phím số 1 này, quét chọn hết cả lũ này, các bạn sẽ chọn smooth cũng được đó, là chúng ta sẽ có được kiểu như là cái ly đó ha. Chỗ này chúng ta sẽ chọn là Benji color để chúng ta bẻ gãy chỗ này chẳng hạn như thế. Thì ví dụ của cái này ẻo như nhìn cho nó vui mà ha, cái chân này nó phải cao ra đây một tí nữa thì nó mới đứng được, cái ly này mới đứng được ha. À, cái này thì nó loe ra, thì tất nhiên có những cái ly nó loe, có những cái ly nó không loe. Thế thì các bạn sẽ có thể là chọn cái này bo bo vào tí đây nha, chứ là nhìn kỹ lắm. À, hơi hơi chút ha. Đó, ly ốm ly gầy là tùy các bạn nhé. Đấy, chỗ này thì thích thì nhấp vào Benji nè, điều chỉnh nó một tí ha. Đó, ok. Cái chỗ này nếu đúng ra nó sẽ phải gấp xuống một cái, nên là để cái chân ly ấy, ha, thì các bạn có thể refine thêm đây một điểm, nhấp vào cái refine này thêm đây một điểm ở trên đây, cái miệng ly nó cũng có thể là nó có thể vào thôi, chúng ta tính sau cái đó. Rồi cái điểm chỗ này nó đang bị lỗi ở quẹo này, hai ông cố lỗi này đang có vấn đề gì đây. Thằng này chúng ta có thể là cho mày color đi cho mày khỏi ý kiến đó. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái lệnh gì nào? Vào trong modify list gõ chữ L, chúng ta có cái lệnh letter ha, nhấp vào đây chúng ta sẽ có được một cái khối tròn xoay. Hô hô, nhìn thấy kỳ cầy nhưng mà kỳ đi Mỹ rồi. Xem nè, hãy chọn trục nào đó, trục nào đó, trục nào đó. Ồ, trục này là đúng rồi đó, nhưng này min này, center này, mắc này. Đấy, bây giờ mới ra là cái ly thì muốn uống bia này, mà ly này uống rượu vang thôi nha, ly này uống bia cũng được. À, rồi nhưng mà cái segment này nó cứng quá nhỉ, nhìn nó kỳ cầy. Nào, hãy cho lên bằng 32. Wow, mượt phết rồi đấy. Nhưng mà hãy chú ý này, cái vấn đề của cái em ly này này, mượt mà rồi, tỷ lệ được rồi, cái chỗ này còn đang hơi hơi vấn đề tí, hơi bé nhỉ. Chúng ta có thể quay lại sửa được không? Được nha. Nhấp vào đây, quay trở lại cái line này, chọn vertex nè. Nhưng các bạn có thể nhấp vào đây để các bạn nhìn thấy nó luôn. Kết quả chúng ta sửa chữa cái chỗ này, nhích cho đây miếng. Đó, chứ không nó bé quá nó gãy mất ha. À, đó, được chưa? Thì cứ tưởng tượng thì các bạn này cho nó bé lại tí, em nó thon thả lại tùy nha. Các bạn muốn làm sao làm thôi ha. À, cảm thấy được thì được, không được thì là tùy các bạn nha. Đó, ví dụ như thế, chỗ này làm gì thì làm đó. Nhưng mà vấn đề nữa là ly thì ra cái hình rồi, nhưng mà là cái ly thật ấy, thì nó phải có cái độ dày, cái vành này này, các bạn thấy không, cái vành này nó phải có độ dày. Do vậy các bạn lại phải áp dụng thêm một số cái lệnh khác nữa kế tiếp theo để chúng ta hoàn thiện sản phẩm này ha. Chúng ta sẽ nhấp vào đây gõ thêm cái lệnh có tên là cell, là con sò, gõ chữ S, có thể gõ 1-2 lần các bạn mới đi tìm cháu nó đâu. Chữ S cứ tìm trên chữ cell ấy, con sò đây rồi, mừng quá. Nhấn phím đây cell này, nhớ nhấn phím S 1-2 lần xong đi kiếm cháu nó nha. Đó, nó bị lộn sang cái này, thầy cứ phải delete đi vì cứ phải sâu lên cho các bạn coi, khổ như vậy đó, hơi mất thì giờ cái này tí. Nhấp vào cell là để tăng cái độ dày, các bạn cho nó inner hay outer gì cũng được, inner bên trong tăng dày vào trong chứ không tăng ra ngoài đây này, thấy không? Đó, còn cái
outer là sẽ tăng ra ngoài đây nữa, ra thêm nữa, nhưng mà outer chúng ta thôi bằng không thì thằng này vào cái khoảng 5 ly đi. À, ly, tất nhiên là 3 ly thôi chứ còn thực ra là cũng không có dày như thế đâu. À, nhiều khi cái chỗ này nó sẽ làm cho nó tròn dày thêm nữa ha. À, cái đầu này này các bạn có thể chẳng 5 này, cái đầu này thực ra nó bo tròn nữa thì lúc đó để nó không có đứt cái miệng nhé, lúc đó chúng ta sẽ phải có những cái biến đổi tiếp theo nữa, 2-3 bước nữa thì nó mới xịn sò hoàn hảo. Nhưng thực tế nếu như các bạn đặc tả một cái ly thì như thế, còn các bạn không đặc tả một cái ly á, để một cái ly nhỏ nhỏ trên cái bàn như thế này á, thì mắc mớ gì mà chúng ta sẽ phải làm đến một cái tiểu tiết ở trên cái ly đấy cho nó mất thì giờ và nó nặng file nha. À, đây cái số lượng này, verb này này là các bạn sẽ phải khống chế nó, cái số lượng với cái máy mạnh yếu, chứ các bạn làm mà bừa là chết á. Một cái ứng dụng nữa, đây là làm cái ly này nha, lúc nãy thầy vừa mới show demo đây, cái cầu thang thì bây giờ thầy làm nhanh một cái cũng tương tự như thế thôi. Thầy vẽ nhanh nó sẽ hơi xấu, thầy vẽ nhanh trên mặt phân này vì cái con tiện cầu thang đấy nó sẽ có để ở trên đó, và tất nhiên là để làm hoàn hảo làm đẹp nó có nhiều bước chứ không phải thế là xong đâu. Thế này đâm ra là các bạn sẽ vẽ gì đó, thì ví dụ là cái cầu thang thì nó có cái đầu tròn tròn ở trên này đúng chưa, ở dưới nó có mấy cái ẹo ẹo gì đó thì các bạn cứ vẽ đại thôi nha. À, thì các bạn sẽ vẽ đại đại gì thêm dưới này, đôi khi nó thì không có làm theo đúng tỷ lệ kích thước nha, vì thầy sợ mất thời gian để hướng dẫn các bạn cách làm thôi. Còn đôi khi các bạn muốn làm nó đẹp đó, các bạn lấy cái hình này này, các bạn vẽ theo cái hình này nha. À, vẽ theo cái hình thôi thì lỡ rồi, thầy sẽ vẽ nhanh nhanh theo đó nha. Lưu hình ảnh về một cái chỗ này, nhưng mà các bạn sẽ đưa hình ảnh vào trong đây thế này này, lần này chúng ta không treo ở đây vẽ theo mà chúng ta vẽ đè lên luôn ha. Vẽ đè lên luôn bằng cách là cái lưới chúng ta có thể hiện lên, chúng ta sẽ vẽ ra một cái plan ha, với kích thước theo cái tỷ lệ cái hình chúng ta sẽ giãn lở nó sau, nhưng bắt buộc cái plan này này nó sẽ phải nằm sau cái đường trục tọa độ này, nó không nằm ở không cốt không không được, nằm sau miếng, nó nằm sau miếng ở đây ha. Để làm gì, để bây giờ nếu như các bạn cầm cái hình này thế này, các bạn kéo thả vào đây thôi ha. Cầm hình này kéo thả vào đây đó, thì là ở cái bảng vật liệu thôi thì đang lỡ rồi thì lại phải dùng nó để kéo thả vào đây, các bạn đang không thấy cái hình ha. À, đang không thấy nên là thầy sẽ phải lấy cái này, thầy chưa giải thích nha, các bạn có thể lấy treo vào cũng được, mà thầy đang đưa vào cái background và đang nhìn không ra nó nên thầy cũng phải làm cái này mất rồi, hơi mệt mệt một tí ha. À, nên lỡ là bitmap render à, lúc ấy không thấy là cái lỗi của cái hình này, giờ đang không thấy cái hình này, nhưng cái hình này nó đang là cái gì, à nó là web nên là nó không thấy, do vậy là thầy sẽ phải đưa cái này vào đây để lưu lại đấy, nó không đưa vào đây được này, cái thằng quỷ này, cái hình này mà không cho người ta đưa vô mẫu là sao, mệt mệt phết đấy. Lấy đại với cái này cho nó méo méo mó mó có khi được đấy, đuôi JPEG này đây này khả năng là được rồi đó, không phải lòng vòng đâu. Đấy, nhấp vào đây kiểm tra đưa JPEG được rồi đó. Thế thì mình sẽ quăng thẳng vào trong cái 3D đây luôn, chứ không có mất thì giờ nữa. Đây. Đấy mà nó cũng bị đen. Nó đang bị cái lỗi gì đây mà nó đen đen, nó đang không thấy. Ảnh này lại đuôi khác nữa đây. Khổ ghê. Cuối cùng vẫn phải dùng một cái vật liệu. À, vẫn là vật liệu đại đại đi. Nhấp vào đây để thì chưa làm việc với các bạn về vật liệu đâu nha, nên là các bạn cứ làm đại đi, ha. À, hoặc là các bạn nhìn theo cũng được. À, nên là thành hơi dở chỗ này một tí. À, các bạn chọn cái ô vật liệu nào đó ha, ví dụ như này này, các bạn nhấp vào cái chỗ này này. À, cái chỗ này này ha. À, các bạn sẽ nhấp vào đây để các bạn vào cái mục bitmap ở đây nữa này, bitmap trong cái general này, bitmap
thì các bạn chọn một cái map thôi là xong rồi. Xong là các bạn sẽ nhấp nó vào cái ô này, nếu các bạn muốn nhìn thấy bên ngoài ấy, cái ô này này. Đó, nhấp vào. Đấy, thế thì giống như cái này của thầy này. Thì nhấp vào đó, nhấp vào đây thì nó mới hiện lên ở đây. Vậy thôi đã, tạm thời hiểu như thế đã, để chúng ta vẽ theo những cái tình huống này. Nó vô tình thành ra nó bị một cái lỗi. Thực ra các bạn có thể đưa vào trong cái background nữa, nhưng nó sẽ rất là to, rất là khó chịu. Nên là dùng cái này, nhấn phím R thì kéo cho nó giãn theo cái tỷ lệ một tí ha. Sau đó chúng ta đi vẽ theo, và để vẽ theo được bên ngoài nên là cái này nó sẽ phải ở trên cái lưới này, nó phải nằm sau này, này ha. Đó, thì bây giờ chúng ta đi vẽ theo thôi ha. Đó, các bạn vẽ theo một cái nào đó bất kỳ nha, cái này cũng được, đại đại nó đi. Những cái biến đổi này lòng vòng lắm, mệt phết á, chứ không phải là đùa. Thấy cái nào đó đơn giản đi, vẽ cho nó nhanh, cho không mất thời gian. Đó, cứ vẽ như này. Các bạn sẽ phải có thời gian chỉnh nha, chỉnh chi tiết lắm. Thì không có thời gian thì chỉ hướng dẫn cái cách làm thôi. Để làm được cái này nó mất thời gian lắm á. Đó, nhấn giữ con năn chuột để chúng ta thay cái con palm nha, bàn tay nha, để chúng ta di chuyển nó lên, để chúng ta vẽ sửa như này. Tất nhiên là nó sẽ mệt chứ không dễ đâu. Nên chỗ này muốn nó thẳng hẳn thì các bạn nhấn shift nha cho nó thẳng hẳn, nhưng cái này cái hình nó chéo nên là thầy cũng kệ, nó chưa thèm chỉnh đâu. Đó, và nó ở cái phối cảnh nên chúng ta đôi khi chúng ta phải tự tưởng tượng ra thêm để chúng ta làm thêm, chứ nó không phải như thế là đã là xong. Đó, nó tới đây. Thì nó thẳng thì các bạn cứ nhấn shift thôi. Thực ra nó sẽ phải quẹo vào trong này nữa ha. Nó quẹo vào trong này để nó đặt ở chỗ này, chứ không cái chỗ này nó rỗng, và nó hai cái điểm điểm này, điểm trên này, điểm dưới nó phải bằng nhau ha, một chút. Đó, như vậy là nó cũng xong, chúng ta xong được cái này rồi. Chỉnh sửa gì nữa thì tùy các bạn nhá. Cái chỗ này này, ví dụ cái chỗ này nó không được tròn á, các bạn click chuột phải chọn Benzi, nó phải cho cái này nó thẳng lên nha, chứ không nhấn E này kéo cho nó thẳng lên này, để nó lật qua đây, nó khối tròn xoay mà, thì cái khối này nó phải tròn, chứ ông nó không tròn thì nhìn nó hơi kỳ, nó không có được đẹp á. Trên thực tế thì người ta cũng không làm được tròn lắm, vì những khối tiện này nó cũng hơi thủ công. Có máy bây giờ, máy CNC nó làm hết à. Máy CNC 4D ấy, ha, làm lắm, một các chiều nó làm quét ghê là giỏi lắm. Rồi, bây giờ chúng ta lại vào đây, gõ chữ L, tìm la the ha. Đó, các bạn sẽ chọn nó là mắc. Đó, thì các bạn sẽ có được cái con tiện cầu thang như thế này. Tất nhiên các bạn còn sẽ phải chỉnh sửa thêm chút xíu nữa để cho nó đẹp hơn và nó tròn trịa hơn. Những cái chi tiết này chúng ta sẽ phải làm thêm nhiều công đoạn khác nữa, cắt đục tùm lum nữa nó mới xong được ấy. Biến đổi mệt hết. Nói chung cơ bản nó như thế này thôi, chứ chúng ta cũng không có thể vẽ ra được như này đâu. Vẽ như này mệt lắm, đôi khi phải vẽ từng khúc, từng cái một model lâu lắm. Những cái này là những cái mẫu có sẵn, người máy CNC tự nó chạy ra, người ta sản xuất hàng loạt. Còn các bạn vẽ từng món, xong rồi đưa cho một cái thằng thợ bảo nó làm theo, mày làm y chang này nha. Thế thì chưa chắc nó đã làm, bởi vì làm đơn chiếc. Và thứ hai là làm theo mẫu của các bạn, nó phải có khuôn mẫu. Nó khó lắm, khó làm lắm nha. Nên đôi khi chúng ta chỉ mô tả thế thôi, đôi khi chúng ta đưa cái map vào đây làm bùm, lắm trò lắm ha. Chứ không hề đơn giản. Như vậy là thầy đã hướng dẫn các bạn một số cái lệnh hay, có tính ứng dụng tốt trong cái lĩnh vực nội thất liên quan đến những cái sáp 2D. Nó còn một số ứng dụng khác nữa, lâu lâu mới xài, hoặc những cái biến đổi thứ cấp về đằng sau nữa, phức tạp chứ không hề đơn giản. Nên là các bạn sẽ luyện tập dần dần, và để chúng ta làm chủ dần dần thôi, chứ không có học ngay và luôn quá nhiều nha. Chúc các bạn thành công khi chúng ta làm việc trong cái lĩnh vực này. Chào các bạn.